Thưa quý vị, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng ở năm 2021, các doanh nghiệp ngành dầu khí vẫn tăng trưởng nhờ giá dầu tăng mạnh. Đặc biệt là từ đầu năm 2022 đến nay, giá dầu toàn thế giới tiếp tục giữ ở mức cao là điều kiện để ngành dầu khí càng tăng tốc phục hồi. Tháng 1 2022, sản lượng khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đạt 0,93 triệu tấn, vượt 24,2% kế hoạch trong tháng 1 và bằng 10,7% kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu tài chính của Petro Việt Nam cũng vượt 36% kế hoạch tháng và tăng 43% so với cùng kỳ 2021. Tổng công ty khí Việt Nam BPGas, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và là doanh nghiệp trụ cột trong ngành, ở năm 2021 đã vượt 14% chỉ tiêu doanh thu và vượt 19% chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch năm. Thành quả này càng tạo động lực để người lao động thêm phấn chấn, vững tin bước vào năm 2022. Với cái tinh thần luôn sẵn sàng vì công việc, vì cái sự bền vững của năng lượng quốc gia và cung cấp an toàn khí cho tất cả các hộ nhà máy điện và các hộ tiêu thụ, thì chúng tôi luôn là rất là sẵn sàng tinh thần để hoàn thành cái kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2022. Ban giám đốc công ty thì luôn luôn là nghĩ ra để làm sao để cải thiện được điều kiện làm việc của người lao động, rồi là cải thiện cái đời sống của cán bộ công nhân viên. Nên đấy chính là cái động lực chính mà chúng tôi là gắn bó với công ty và cũng là cái động lực chính để chúng tôi thực hiện hoàn thành cái kế hoạch của năm mới. Trong tháng 1 và đầu tháng 2 2022, nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đạt sản lượng tiêu thụ 123.000 tấn, vượt 40% kế hoạch được giao. Với chế độ trực 24/7, đạm Phú Mỹ đang khẩn trương đưa hàng tới các vùng miền để phục vụ cao điểm vụ mùa 2022. Bắt đầu hăng say lao động ngay từ những cái tháng đầu năm rất là hào hức với khí thế rất là cao. Trong cái việc ví dụ như là khi mà bỏ ba tại chỗ đối với Zone 2 là từ ngày 27 tháng 11 và Zone 0 là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì cán bộ nhân viên cũng và các phòng ban cũng thích ứng trong cái việc mà chuẩn bị cho cái bỏ cách đi và để bước vào một cái chu kỳ mới, bình thường mới, trong cái tâm thế mới, trong cái bình thường mới để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện các sản phẩm của đạm Phú Mỹ cũng đang được đẩy mạnh tiêu thụ trên các kênh mạng. Với kết quả khả quan đạt được, cùng với khí thế làm việc khẩn trương tích cực từ đầu năm, các doanh nghiệp ngành dầu khí đang hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2022 là tăng 20% về sản lượng và doanh thu so với năm 2021. Các doanh nghiệp trong ngành cũng tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Về phía tập đoàn, sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng kế hoạch xây dựng cơ bản và khảo sát sửa chữa cho các công trình biển và bờ, đưa một số công trình dầu khí vào sử dụng trong quý 4, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, triển khai các ứng dụng quản trị hiện đại vào điều hành sản xuất,